21 mẹo nhìn cử chỉ, đoán suy nghĩ người khác. Đôi khi chúng ta chỉ cần nhìn cử chỉ là có thể suy đoán người đó đang nghĩ gì. Cùng ngẫm mà xem tham khảo 21 mẹo nhìn cử chỉ của người khác để xem họ đang nghĩ gì các bạn nhé. 1. Nhắm hai mắt lại. Nếu một người nào đó đang nói chuyện với bạn mà nhắm mắt lại, điều đó chứng tỏ họ đang muốn trốn tránh khỏi thế giới bên ngoài. Hãy nhớ rằng điều đó không có nghĩa là họ sợ bạn. Ngược lại, có thể họ đang muốn thoát khỏi bạn bởi họ quá mệt mỏi với bạn. Và nếu họ nhắm mắt, có nghĩa là họ không muốn nhìn thấy bạn nữa. 2. Đưa tay lên che lấy miệng. Đây là một hành động quen thuộc mà chúng ta thường được nhắc nhở khi còn bé, và cho tới khi lớn nó vẫn mang ý nghĩa tương tự. Bạn có nhớ rằng che miệng là một hành động thể hiện bạn không muốn nói điều gì hay không? Chính vì thế, nếu ai đó thực hiện điều đó với bạn, có nghĩa là họ không muốn nói điều gì đó với bạn. Khi ai đó đưa một vài ngón tay hay cả bàn tay, thậm chí nắm tay lên gần miệng, nó sẽ giúp đối phương tránh nói ra những lời mà họ không muốn nói. Cử chỉ này có thể được ngụy trang bởi việc giả vờ ho. 3. Cắn cắn gọng kính. Nếu ai đó đang cắn gọng kính của họ, thì hãy cố gắng hỗ trợ hoặc cổ vũ họ. Chắc chắn trong tâm trí họ đang cảm thấy lo lắng về một chuyện gì. Họ đang cố gắng tự tạo cảm giác an toàn cho chính mình. Bên cạnh đó, bút chì, thuốc lá và thậm chí hành động nhai kẹo cao su trong miệng cũng có thể đại diện cho cảm giác lo lắng này. 4. Đặt cầm trên hai tay và nhìn thẳng. Nhìn chung, cử chỉ này được dùng để thu hút người khác giới. Khi ai đó đặt cầm lên tai họ và nhìn trực diện, tức là họ đang cố gắng muốn nhấn mạnh sự tồn tại của bản thân với người đối diện. Những người đàn ông hãy ghi nhớ điểm này để có thể khen các cô gái khi họ có hành động trên nhé. 5. Lấy tay xoa xoa cằm. Đây là hành động mà mọi người thường làm khi họ đang cố gắng đưa ra quyết định. Họ có thể nhìn xuống, nhìn lên, nhìn sang bên cạnh, hoặc bất cứ đâu. Thậm chí họ có thể không biết mình đang nhìn gì, bởi họ đang tập trung suy nghĩ. 6. Bắt chéo tay trước ngực. Đây là một trong những hành động rất quen thuộc. Khi ai đó làm như vậy, tức là họ đang cảm thấy không thoải mái, muốn tách mình ra khỏi những người khác. Bắt chéo tay là tín hiệu về thái độ tiêu cực của đối phương trong cuộc đối thoại. 7. Chụm hai tay lại phía trước. Bạn có đồng ý rằng tư thế này giúp bạn cởi mở hơn hay không? Khi một người phụ nữ muốn thu hút đối phương, họ sẽ cố gắng thể hiện bản thân mình tốt nhất trước mặt người ấy. Cô ấy sẽ làm một số động tác như ngồi thẳng lưng để làm nổi bật bờ ngực, hoặc cũng có thể là vắt chéo chân. Hai tay đưa về phía trước, đan vào nhau là dấu hiệu thể hiện sự chú ý và hứng thú với ai đó. 8. Nghiêng người về phía trước. Khi ai đó thích bạn và muốn kết nối với bạn, họ thường nghiêng về phía trước. Có thể chân của họ vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng cơ thể sẽ di chuyển theo trực giác. 9. Quay nhìn sang ngang. Nếu ai đó quay sang ngang hoặc ngã lưng ra ghế, chứng tỏ họ đang cảm thấy chán nản, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Có lẽ họ đang cảm thấy không thoải mái với sự xuất hiện của một người nào đó. 10. Hết ngón chân lên. Không chỉ trẻ em có hành động này, nếu ai đó đang hết ngón chân lên, chứng tỏ họ đang cảm thấy lo lắng về điều gì đó. Bạn nên lưu ý nhé.
11. Bắt tay ai đó bằng cả hai tay. Nếu khi bắt tay, đối phương nắm lấy tay bạn bằng cả hai tay, nghĩa là họ đang muốn nói bạn có thể tin tưởng họ. 12. Đặt tay lên tay nắm đối phương. Việc đặt tay lên tay nắm của ai đó thể hiện cho sự thông cảm và sẻ chia. Nhưng điều này chỉ đúng khi đối phương hành động ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu bạn đã nắm tay một khoảng thời gian, thì khi đối phương đặt tay lên, chứng tỏ họ đang muốn thông báo với bạn, bạn sẽ là người chịu trách nhiệm ở đây. 13. Nắm tay ai đó từ phía dưới. Nếu ai đó nắm lấy tay bạn từ phía dưới, tức là họ muốn nói họ đã sẵn sàng giúp đỡ bạn. 14. Lấy tay chạm khuỷu tay đối phương. Khi ai đó chạm vào cẳng tay, khuỷu tay hoặc lưng của đối phương, nghĩa là họ đang muốn kết nối nhiều hơn với bạn. 15. Kéo kéo cà vạt. Hành động này còn tùy thuộc vào từng tình huống. Nếu hành động này xảy ra khi có mặt của một người phụ nữ khác, chứng tỏ anh ấy đang thích cô ấy. Tuy nhiên, cử chỉ này cũng có thể thể hiện cho sự không thoải mái. Có lẽ đối phương đang nói dối và chỉ muốn rời đi ngay. 16. Giả vờ nhặt gì đó trên áo. Mọi người thường sử dụng hành động này để thể hiện rằng họ không đồng ý về một điều gì. Hay nói cách khác, họ không thể hiện rõ ràng quan điểm của mình, nhưng chắc chắn họ không đồng ý với điều đó. 17. Đặt cả hai chân lên bàn. Hành động này có thể diễn tả nhiều điều. Sự thô lỗ, không tôn trọng, kiêu ngạo, hoặc đơn giản là người ấy muốn để bản thân mình được thoải mái hơn thôi. Tuy nhiên, dù bạn cảm thấy ngồi như vậy sẽ giúp bản thân thư giãn, thì cũng chỉ nên làm vậy khi ở nhà thôi nhé. 18. Ngồi ôm lấy lưng ghế. Ngồi quay lại ôm lấy lưng ghế như lá chắn còn thể hiện nhiều mục đích khác. Nhiều người cảm thấy khó chịu khi bởi những người ngồi như vậy. Thường thì những người đứng đầu hay có cách ngồi như vậy. Nó sẽ làm cho người khác cảm thấy bị đe dọa. Nếu bạn không muốn tỏ vẻ yếu thế, hãy đứng lên khi họ ngồi như vậy. 19. Đung đưa giày. Vắt chéo chân là một trong những cách ngồi quyến rũ nhất của phái đẹp. Nếu một người phụ nữ đang đung đưa giày, tức là họ muốn thu hút sự chú ý của bạn vào chân họ. Cử chỉ này cho thấy người phụ nữ đó đang khá bình tĩnh và thoải mái. Đây cũng là hành động bật đèn xanh cho đàn ông. 20. Giao tiếp bằng ánh mắt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và cũng là phương tiện tuyệt vời để giao tiếp. Bạn có thể đọc tất cả cảm xúc của một người qua đôi mắt của họ. Những người yêu nhau thường nhìn nhau đắm đuối và chờ đợi trong vô thức để xem đối phương làm gì, để đẩy xa mối quan hệ. Bạn rất dễ nhận ra điều này, bởi vì lúc đó đồng tử sẽ to gấp 4 lần bình thường. Mặt khác, nếu đối phương giận dữ, đôi mắt của họ sẽ híp lại do đồng tử co lại. 21. Xoa hai tay vào nhau. Khi ai đó xoa hai tay vào nhau, chứng tỏ họ đang suy nghĩ và có cảm giác tích cực về điều đó. Họ đang hy vọng tới những điều tốt đẹp và nghĩ về những lợi ích sắp tới trong tương lai.